Thưa quý vị và các bạn, iốt là nguyên tố vi lượng cần thiết cho sự phát triển cơ thể con người. Iốt giúp tuyến giáp tổng hợp các hormone điều chỉnh quá trình phát triển của hệ thần kinh trung ương. Phụ nữ mang thai không được cung cấp đủ iốt sẽ làm tăng nguy cơ tai biến sản khoa. Người lớn và trẻ em thiếu iốt dễ bị bíu cổ, thường xuyên mệt mỏi, giảm khả năng học tập, năng suất lao động kém. Thiếu iốt ở trẻ em sẽ gây chậm phát triển trí tuệ, chậm lớn. Mở đầu chuyên mục là những chia sẻ của bác sĩ về vấn đề này. Phần còn lại của chương trình, bác sĩ chuyên khoa sẽ cung cấp những thông tin cần thiết về phòng và điều trị bệnh sởi. Sau đây là nội dung chi tiết. Iốt là vi chất rất quan trọng đối với sự phát triển cơ thể con người. Iốt giúp tuyến giáp tổng hợp các hormone điều chỉnh quá trình phát triển của hệ thần kinh trung ương, phát triển hệ sinh dục và các bộ phận trong cơ thể như tim mạch, tiêu hóa, da, lông, tóc, móng, duy trì năng lượng cho cơ thể hoạt động. Bản thân iốt là một nguyên tố vi lượng rất là quan trọng trong sức khỏe của mỗi người. Iốt nó là cái nguyên tố để mà hình thành cấu tạo nên cái hormone tuyến giáp, cũng như là giúp cho cái phát triển của hệ thần kinh trung ương, phát triển của hệ thần kinh cơ, phát triển hoạt động thể chất, hoạt động trao đổi năng lượng, cũng như là ảnh hưởng đến cái hoạt động hàng ngày, hoạt động của quan sinh dục của chúng ta. Ngoài ra iốt còn có vai trò trong việc chuyển hóa vitamin A từ caroten, cũng như là sản xuất lipid protein ở trong cơ thể nữa. Bản thân iốt là một cái nguyên tố mà cơ thể chúng ta không tự sản xuất ra được mà phải được bổ sung từ bên ngoài. Cho nên cái việc bổ sung iốt cũng nó đóng vai trò rất quan trọng trong cái việc chăm sóc sức khỏe chúng ta mỗi ngày. Thiếu iốt sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới phụ nữ đang mang thai và trẻ em. Phụ nữ mang thai không được cung cấp đủ iốt sẽ làm tăng nguy cơ tai biến sản khoa, dễ gây ra sẩy thai, thai chết lưu hoặc sinh non. Nếu thiếu iốt nặng, trong giai đoạn mang thai, trẻ sinh ra sẽ bị câm điếc và các dị tật bẩm sinh khác. Người lớn và trẻ em thiếu iốt dễ bị bíu cổ, thường xuyên mệt mỏi, giảm tư duy sáng tạo, giảm khả năng học tập, năng suất lao động kém. Thiếu iốt ở trẻ em sẽ gây chậm phát triển trí tuệ, chậm lớn, nói ngọng. Thiếu iốt thì có mang lại rất là nhiều nguy cơ đối với sức khỏe của con người, đặc biệt là trong thời kỳ mang thai cho con bú này. Iốt thì đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển hệ thần kinh, não bộ ở sơ sinh cũng như là của trẻ nhỏ. Thiếu iốt có thể gây ra các bệnh lý về thần kinh, dị tật ở thai nhi hoặc là những cái chậm phát triển trí tuệ về sau này ở trẻ em. Ở người lớn hoặc trẻ nhỏ, thiếu iốt cũng gây ra tình trạng mất tập trung, giảm trí nhớ cũng như là các hoạt động hàng ngày. Bên cạnh đấy thì thiếu iốt cũng gây ra các bệnh lý liên quan đến tuyến giáp, đặc biệt là bệnh lý về bíu cổ, bíu nhân tuyến giáp xuất hiện nhiều hơn ở những người thiếu iốt. Và khi mà cái tình trạng thiếu hụt hormone tuyến giáp là kéo dài, tình trạng suy giáp có thể gây ra những bệnh lý tiềm ẩn về nguy cơ về tim mạch này, về rối loạn lipid máu, hoặc là chúng ta sẽ thấy biểu hiện trong người như là bị rụng tóc, chúng ta thấy da bị khô, nhịp tim chúng ta sẽ bất thường, hoạt động chuyển hóa chúng ta giảm, chúng ta dễ bị mất ngủ, rối loạn về kinh nguyệt, rối loạn về sinh dục có thể kèm theo khi mà tình trạng hormone tuyến giáp bị suy giảm. Do iốt là một vi chất mà tự cơ thể chúng ta không tổng hợp được, nên cần phải bổ sung thường xuyên qua đường ăn uống. Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, một người trưởng thành cần trên 100 microgram iốt mỗi ngày. Phụ nữ mang thai cần nhiều hơn và phụ nữ cho con bú cần đến 290 microgram mỗi ngày. Iốt có trong nhiều loại thực phẩm và một số rau xanh. Tuy nhiên, thường có hàm lượng thấp, không đủ cho nhu cầu hàng ngày. Cách bổ sung iốt hiệu quả nhất là sử dụng muối iốt và các sản phẩm có chứa iốt như bột canh iốt, nước mắm. Sử dụng iốt hợp lý và đúng cách, chúng ta phải chú ý, chúng ta phải bổ sung iốt trong cái chế độ ăn hàng ngày. Chúng ta lưu ý ở người lớn, cái lượng iốt cần chỉ khoảng 150 microgram trên ngày thôi. Đối với phụ nữ mang thai có thể tăng lên 220 microgram trên ngày. Vậy cái lượng không quá nhiều, tuy nhiên thì cái hàm lượng iốt ở trong thức ăn hàng ngày chúng ta nó không có nhiều đạt được như thế. Có nhiều thì cũng có trong hải sản, có loại rau xanh, có loại thịt động vật thôi. Tuy nhiên với các chế độ ăn chúng ta đôi khi thiếu hoặc do chúng ta ăn kiêng không đủ iốt thì chúng ta phải bổ sung iốt từ nguồn muối iốt hoặc là từ nước mắm. Thì đấy là những nguồn có thể bổ sung iốt dồi dào cho chúng ta. Iốt là vi chất dinh dưỡng thiết yếu cho hoạt động của tuyến giáp, hỗ trợ sự tăng trưởng và phát triển của cơ thể. Nếu có một số triệu chứng biểu hiện thiếu hụt iốt, chúng ta nên đến cơ sở y tế để được kiểm tra sức khỏe, kịp thời bổ sung vi chất dinh dưỡng theo tư vấn của bác sĩ. Vì một thế hệ trẻ khỏe mạnh,
toàn dân hãy sử dụng muối iốt và các chế phẩm có chứa iốt trong bữa ăn hàng ngày để phòng chống các rối loạn do thiếu hụt iốt, bảo vệ và nâng cao sức khỏe. Thưa quý vị và các bạn, trung bình một người mắc sởi có khả năng lây cho từ 12 đến 18 người do khả năng lây lan mạnh qua đường hô hấp. Cùng với sự phát triển của các bệnh truyền nhiễm khác, thời điểm này, số trẻ mắc bệnh sởi đang có chiều hướng gia tăng. Để giúp các gia đình có con nhỏ có kiến thức cơ bản về bệnh sởi, phần còn lại của chuyên mục hôm nay, bác sĩ chuyên khoa sẽ cung cấp đến quý vị và các bạn những thông tin cần thiết về căn bệnh này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, những ngày cuối tháng 10, với số bệnh nhân nhi nhập viện do mắc bệnh sởi gia tăng. Trung bình một ngày, khoa tiếp nhận 9 đến 10 bệnh nhân vào điều trị. Hiện khoa đang điều trị cho gần 40 bệnh nhi mắc bệnh sởi và hơn 20 bệnh nhi chẩn đoán nghi sởi. Theo các bác sĩ, so với cùng kỳ năm trước, số bệnh nhân sởi có chiều hướng gia tăng mạnh. Bệnh sởi là một bệnh do siêu vi sởi gây nên. Bệnh sởi có hệ sinh lây lan rất là cao, đứng đầu trong các cái bệnh do virus đường hô hấp gây nên. Bệnh sởi khi mắc sởi thì trẻ sẽ có những triệu chứng sốt rất là cao, có phát ban, viêm long đường hô hấp, có thể là viêm kết mạc này, có hạch này, có ban, phát ban ở trên da. Thế trong cái giai đoạn dịch này thì người ta sẽ dựa vào những trẻ mà có yếu tố về dịch tễ tiếp xúc với bệnh nhân sởi, và bệnh nhân sốt cao, ho, chảy mũi hoặc là có viêm kết mạc thì là người ta sẽ dựa vào tiêu chuẩn đó để người ta cách ly và thu dung điều trị bệnh nhân sởi. Bệnh sởi không chỉ gây ra các triệu chứng cấp tính mà còn có thể gây viêm nhiễm thần kinh, rối loạn cơ, hệ, vận động, ảnh hưởng lên nhiều cơ quan trên cơ thể. Tổn thương lên các cơ quan có thể kéo dài, thậm chí có những trường hợp kéo dài vĩnh viễn như viêm não, viêm màng não, mù lòa. Ngoài ra, bệnh sởi còn có một năng lực vô cùng nguy hiểm là xóa trí nhớ, miễn dịch. Sởi là một bệnh có biến chứng rất là nguy hiểm. Sởi nó gây ức chế và gây suy giảm miễn dịch. Bệnh biến chứng của bệnh sởi hay gặp như là viêm não này, viêm màng não này, viêm thanh khí phế quản hoặc là viêm phổi. Về điều trị bệnh nhân sởi thì tùy thuộc vào từng mức độ và tùy vào giai đoạn của bệnh để ta điều trị, nhưng chủ yếu là bệnh do siêu vi gây nên không có thuốc điều trị đặc hiệu. Chủ yếu là điều trị chăm sóc và hỗ trợ là chính. Sởi là căn bệnh dễ lây lan, dễ bùng phát thành dịch lớn. Sởi có thể lây qua đường hô hấp khi tiếp xúc trực tiếp với chất tiết mũi họng của bệnh nhân. Ngoài ra, sởi còn có thời kỳ lây truyền bệnh kéo dài. Bệnh có khả năng lây truyền vào thời điểm trước khi phát ban 4 ngày và sau khi phát ban 4 ngày. Do vậy, cách tốt nhất có thể làm giảm nguy cơ lây lan bùng phát thành dịch sởi khi tỷ lệ tiêm chủng vaccine sởi tạo miễn dịch cộng đồng đạt từ 95% trở lên. Phòng bệnh ở bệnh nhân sởi thì biện pháp chính vẫn là tiêm phòng sởi. Để tiêm phòng sởi ở trẻ thì tiêm 2 mũi, mũi đầu tiên vào lúc 9 tháng tuổi và mũi thứ hai vào lúc 18 tháng. Nếu ở giai đoạn thời điểm mà bùng dịch thì có thể là tiêm nhắc lại sau 10 năm. Ví dụ những trẻ tiểu học mà thời gian mà lâu quá rồi có thể tiêm nhắc lại trong thời điểm bùng dịch như hiện nay. Và chú ý là chăm tiêm phòng cho các bà mẹ đang mang thai để trẻ cái lứa tuổi từ 0 đến 9 tháng tuổi khi sinh ra là có miễn dịch từ mẹ truyền sang. Thì cái lứa tuổi mà hay mắc thì cái khoảng trống miễn dịch là từ 0 đến 9 tháng thì thường là các cháu mà hay mắc thì sẽ mắc rất là nặng ở cái lứa tuổi này. Bệnh sởi là bệnh truyền nhiễm cấp tính, trẻ càng nhỏ thì bệnh càng dễ diễn biến nặng, trong khi đây là thời điểm giao mùa, là một trong những nguyên nhân khiến cho ca mắc bệnh sởi gia tăng. Vì vậy, gia đình có con nhỏ cần thực hiện nghiêm khuyến cáo của ngành y tế để phòng bệnh sởi hiệu quả. Chuyên mục Y tế dân số và sức khỏe hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.